Bây giờ Hiếu sẽ giới thiệu các bạn về gói độ nâng cấp nội ngoại thất dành cho xe Ford Everest đời 2019. Bên ngoài Hiếu trang bị một cái bộ body kit mẫu Reform gồm có 9 chi tiết, gặp bi gầm 3 chế độ. Nó có ánh sáng trắng, sáng xanh và ánh sáng vàng tùy theo cái điều kiện thời tiết, ví dụ trời mưa hay trời nắng. Và ngay chỗ ấn tượng nhất là cái phần trước, ngay chỗ cái tắp lô bàn thờ, vô lăng thể thao. Đó là có vân carbon ở trên dưới và hai bên maya. Đó, nó vô cùng là sport. Và cái bộ ghế chủ nhân của nó là biến cho cái nội thất bên trong nó sáng sủa và nó đẹp mắt hơn. Và may theo cái kiểu caro hình thoi ngay chính giữa và có dập những cái lỗ kim bên trong. Và cái phần đẹp nhất đó là cái phần ghế giữa. Hai cái ghế này có tính năng độc lập và có thể ngã thẳng. Ngã thẳng để chúng ta đi đường dài chúng ta không sợ mỏi mệt. Đó, và chúng ta tịnh tiến, hai cái ghế này tịnh tiến đều độc lập với nhau. Đó, có thể là người này nằm, người kia ngồi hoặc ngược lại đều ok.